tổng hợp 8 dự đoán đáng sợ cho năm 2024 từ các nhà tiên tri. Đầu năm 2024, hàng loạt thảm họa như động đất, núi lửa phun trào hay những cuộc xung đột đã xảy ra trên khắp thế giới. Có thể nói đây là một khởi đầu năm mới hiếm có trong lịch sử. Trong khi tất cả mọi người đều hy vọng rằng 2024 sẽ là một năm bình an và thuận lợi, thì một số nhà tiên tri lại cho rằng sẽ có điều gì đó bất ngờ, thậm chí là tồi tệ sẽ xảy ra vào năm nay. Giáo sư Tăng Sĩ Cường, một nhà Hán học có nghiên cứu chuyên sâu về Trung Quốc từng nói rằng 2024 sẽ là một năm không hề đơn giản. Dự đoán mới nhất của thần đồng tiên tri Adnan cũng cho rằng năm 2024 sẽ là một năm vô cùng bất thường và thậm chí đã rất lâu trước đây, nhà tiên tri Baba Vanga cũng đã đưa ra dự đoán rằng thế giới sẽ có biến động lớn vào năm 2024. Những nội dung này khiến cư dân mạng vô cùng lo sợ rằng những chuyện không tốt, không thuận lợi sẽ liên tục diễn ra trong năm này. Vậy, các nhà tiên tri lớn đã đưa ra những dự đoán nào cho năm Giáp Thìn sắp tới? Có đến 8 lời tiên tri về thảm họa cho năm 2024. Đầu tiên là về chiến tranh thế giới thứ 3. Vào ngày đầu tiên của năm 2024, những người theo dõi của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus cho biết một dự đoán khủng khiếp mà ông tuyên bố đã trở thành sự thật. Nostradamus từng chỉ ra rằng sẽ có hai thảm họa thiên nhiên vào năm 2024. Đầu tiên, đó là một trận động đất sẽ xảy ra ở phía đông, kèm theo sóng thần khiến nhà cửa bị hư hại và gây ra thương vong. Thực tế, ngay từ đầu, vào ngày 1 tháng 1 năm nay, một trận động đất 7,6 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Ishikawa thuộc Nhật Bản. Nhiều người bày tỏ rằng họ không thể tưởng tượng nổi một lời tiên tri đã từ lâu nay lại trở thành sự thật. Không những như vậy, Nostradamus còn dự đoán rằng chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra trong năm nay. Dự đoán trên xuất phát từ tác phẩm The Centuries đã được xuất bản hàng trăm năm trước đó. Trong đó ông nói rằng, khi ánh sáng của sao hỏa tắt, lửa trời sẽ xuống, đánh trực tiếp vào cung điện, chiến tranh lớn kéo dài 7 tháng, con người chết vì sự tà ác, vua Louis không thể thất bại. Một số người cho rằng lời tiên tri của ông có thể miêu tả về cuộc xung đột dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3 khi xung đột Nga-Ukraine lại được đẩy mạnh vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Các sự kiện khác vẫn còn đang tiếp diễn. Ngoài ra còn có vấn đề người tị nạn cùng sự lan rộng của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu và châu Mỹ. Nếu những dự đoán này trở thành sự thật, thế giới sẽ rơi vào thảm họa với quy mô chưa từng có, khiến hàng triệu người phải gánh chịu hậu quả, thậm chí là thương vong. Nền kinh tế toàn cầu và trật tự xã hội cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là sụp đổ. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chiến tranh thế giới thứ ba là không thể xảy ra. Liên hệ đến trận động đất ở Nhật Bản và vụ phun trào núi lửa ở Iceland vào đầu năm nay, có thể thấy ban đầu không có nhiều người quan tâm đến hai thảm họa này, bởi đó chỉ là một trận động đất, lũ lụt, một trận cháy rừng khiến một số loài tuyệt chủng hay sự biến mất của một thành phố, cho đến khi thảm họa này liên quan mật thiết đến toàn nhân loại. Nhìn lại từ đầu năm 2024, kể cả khoảng thời gian trong năm 2023, con người ngày càng quan tâm hơn đến những thay đổi nhỏ của thế giới. Bởi rất nhanh chóng, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ gọi là hiệu ứng domino. Một số nhà thiên văn học đã đưa ra dự đoán thứ hai về thảm họa thế giới, đó là một tiểu hành tinh sẽ va vào trái đất vào năm 2024. Theo lịch sử ghi chép, sự tuyệt chủng của khủng long cũng có liên quan đến thiên thạch va chạm vào trái đất. Liệu siêu thảm họa này có xảy ra lần nữa trên tiểu hành tinh của chúng ta hay không? Các nhà khoa học đã tính toán chính xác và đặt tên cho nó là tiểu hành tinh Apophis. Quỹ đạo vận hành tương lai của Apophis có đường kính 370m và sẽ lao về trái đất ở một khoảng cách rất nhỏ vào ngày 13 tháng 4 năm 2024. Nhưng nếu quỹ đạo của Apophis thay đổi một chút, nó sẽ không chỉ đi ngang qua mà là va chạm vào trái đất và ma sát sâu trong bầu khí quyển. Việc các tiểu hành tinh va vào trái đất sẽ giải phóng lượng năng lượng khổng lồ dẫn đến nổ tung hoặc gây ra sóng thần, núi lửa phun trào, động đất và bão lớn. Những điều này có thể gây ra thảm họa toàn cầu và hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tiên đoán thứ ba là việc siêu núi lửa sẽ phun trào vào năm 2024. Siêu núi lửa là thuật ngữ dùng để chỉ một ngọn núi lửa có thể gây ra những vụ phun trào cực lớn. Mặc dù không có giới hạn nghiêm ngặt về quy mô, nhưng những đợt bùng phát ở quy mô cực lớn có thể là thảm họa, làm thay đổi địa hình ngay lập tức, thay đổi khí hậu toàn cầu và cả cuộc sống của con người trong tích tắc. Các nhà địa chất dự đoán rằng núi lửa Yellowstone đã trải qua 3 lần phun trào lớn trong 2,1 triệu năm qua. Chu kỳ phun trào của nó là khoảng 600.000 năm và lần phun trào cuối cùng là 640.000 năm trước.
hiện tại siêu núi lửa Yellowstone đã vượt quá giới hạn dự kiến, nên đó có thể là một quả bom nổ chậm khó lường. Bão mặt trời sẽ là vấn đề thứ tư mà con người cần quan tâm. Nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ Judy Heavily từng đưa ra dự đoán sẽ xảy ra những mô hình thời tiết kỳ lạ và sự sắp xếp lại trái đất. Năm 2024 là thời kỳ cao điểm của hoạt động mặt trời. Điều này có thể tạo ra bão từ quy mô lớn, gây gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc. Ở một số quốc gia hoặc khu vực, Internet sẽ bị ảnh hưởng và trục trặc rất lớn, thậm chí gây ra tổn thất lớn cho hệ thống thông tin liên lạc điện toàn cầu. Dự đoán thứ 5 là việc một số nhà tiên tri cho rằng nền văn minh ngoài hành tinh sắp đến. Nhà ngoại cảm phương Tây Arthur Salomi dự đoán năm 2024 sẽ là năm mở ra một chương mới trong lịch sử loài người. Ông nói rằng con người sẽ thiết lập mối liên hệ với nền văn minh ngoài hành tinh. Chúng ta sẽ liên lạc với người ngoài hành tinh bằng các tín hiệu được mã hóa truyền qua mạng lưới kính viễn vọng. Người ngoài hành tinh sẽ không xâm nhập trái đất để gây hại, mà sự chung sống hòa bình giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh sẽ là xu hướng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nhà khoa học Stephen Hawking từng dự đoán virus zombie sẽ bùng phát trên toàn thế giới. Đó cũng chính là vấn đề thứ 6 mà chúng ta có thể phải đối mặt trong năm nay. Gần đây nhất là bệnh hưu zombie được phát hiện tại công viên Yellowstone ở Hoa Kỳ. Loại virus này xuất hiện đã bắt đầu gây ra sự hoảng loạn cho nhiều người. Dù chưa có trường hợp lây nhiễm, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng khả năng lây nhiễm sang người không phải là không thể xảy ra. Hiện nay có vẻ như sự xuất hiện của virus zombie là có thể. Giống như bệnh dại, Ebola và HIV là những loại virus được biết đến có thể thay đổi hành vi của con người, lây lan nhanh chóng và khó điều trị. Vậy nên, dù là loại virus gì thì đó cũng là một lời cảnh báo, bởi không ai có thể chắc chắn rằng những tiên đoán của Hawking sẽ không xảy ra. Dự đoán thứ 7 cho rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới trong năm nay. Nhà tiên tri Baba Vanga cho rằng năm 2024 sẽ xảy ra làn sóng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khiến toàn bộ nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng. Trong đó phương Tây sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng ta đều biết rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với sự bất ổn gia tăng đột ngột vào năm 2024 do các yếu tố như tình hình thế giới, xung đột thương mại quốc tế, căng thẳng địa chính trị, v.v. Những yếu tố này đều có thể dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của nền kinh tế toàn cầu. Dự đoán cuối cùng sẽ là dự đoán quan trọng nhất và liên quan đến toàn thể nhân loại. Các nhà tiên tri đều cho rằng con người sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tồn trong năm 2024. Xuyên suốt video chúng ta đã nói về khả năng xảy ra các thảm họa như siêu núi lửa phun trào, bão mặt trời, tiểu hành tinh va chạm trái đất, mâu thuẫn giữa các quốc gia trong đời sống chính trị, kinh tế sẽ dẫn đến chiến tranh leo thang. Mỗi điều trên chắc chắn đều liên quan đến sự sống còn của con người. Nếu những thảm họa này thực sự xảy ra, nhân loại sẽ phải đối mặt với những khủng hoảng và thách thức chưa từng có. Sự phát triển của 2024 từ đầu năm cho đến nay gần như khiến nhân loại cảm thấy vô cùng lo lắng. Vậy nhưng tương lai vẫn còn tồn tại rất nhiều biến số. Không ai có thể đoán chắc được những gì tiếp theo sẽ xảy ra. Bạn có những dự đoán gì về năm 2024? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.